Em nghe nói iPad Gen 9 bên anh giá rẻ lắm đúng không? Ừ. Cho em lấy một cái về học online với. Ok ok, em giá bây giờ chưa lên phim 10 triệu luôn, chỉ hơn 9 triệu nhé. Và là có iPad Gen 9 rồi, đây cho em xem. Đây nhá, iPad Gen 9 bản chính hãng mới nguyên siêu luôn. Hiện tại bên MM bán với giá chỉ có hơn 9 triệu thôi. Chi tiết thì vào mm.vn nhá. Đó, nguyên siêu này này, đây là hàng chính hãng này. Ở trên hộp nó có sẽ có tem hồng quy và có tiếng Việt đầy đủ nhá. Bây giờ mình sẽ bóc siêu cho các bạn xem nhá. Đó, đây là iPad Gen 9, máy mới 100% chính hãng, được bảo hành 12 tháng tại Apple Việt Nam. Giá hiện tại bây giờ đang rất rẻ rồi, chỉ hơn 9 triệu thôi là đã có thể sở hữu một chiếc rồi nhá. Đó, nguyên siêu như thế này. Trong hộp sẽ có cái gì nhỉ? Trong hộp sẽ có cái gì nhỉ? Đây là một chiếc màu bạc. Thì sản phẩm này hiện tại bên mình đang có hai màu, đó là màu đen và màu bạc nhá. Đó, bên trong là nó sẽ có iPad Gen 9 này, đóng ở trên cái túi dạng giấy như này. Đó, phụ kiện của nó sẽ gồm sạc nhanh 20W nha. Đây là gồm sạc nhanh nhá, 20W này này. Đó, hàng chính hãng Việt Nam sẽ là sạc chân tròn như thế này. Và một sợi cáp USB Type-C Lightning nhá. Thì sản phẩm này nó là chân sạc Lightning, chứ không như là iPad Pro là chân sạc Type-C và Lightning nhá. Đó, nguyên siêu như này. Thì nếu bạn nào đang quan tâm đến sản phẩm iPad này thì các bạn có thể qua 170 lần chay để được trải nghiệm và mua hàng. Giá hiện tại bây giờ chỉ có hơn 9 triệu thôi, đang rất là rẻ rồi, các bạn nhanh tay lên nhá, không đến Tết là hết hàng đấy.